Tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ hôm nay. Tính đến 17 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2022, Cần Thơ ghi nhận 21 ca nhiễm mới, trong đó 21 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Trong ngày có 33 bệnh nhân được điều trị khỏi. Các trường hợp nhiễm COVID được ghi nhận cụ thể ở các quận huyện sau: Quận Ninh Kiều ghi nhận 9 ca nhiễm mới, trong đó: Phường Tân An 1, Phường An Phú 1, Phường An Khánh 2, Phường Xuân Khánh 2, Phường An Hòa 1, Phường Cái Khế 2 tất cả được tầm soát y tế. Quận Bình Thủy khi nhận 2 ca nhiễm mới, phường Bình Thủy 1, phường Trà An 1, được tầm soát y tế. Quận Thốt Nốt ghi nhận 2 ca nhiễm mới, phường Tân Lộc 1, phường Trung Nhất 1, được tầm soát y tế. Quận Ô Môn ghi nhận 3 ca nhiễm mới, phường Long Hưng 1, phường Thới An 1, phường Phước Thới 1, được tầm soát y tế. Quận Cái Răng ghi nhận 3 ca nhiễm mới, phường Hưng Phú 1, phường Hương Thạnh 1, đều được tầm soát y tế huyện Phong Điền ghi nhận một ca nhiễm mới tại xã Nhơn Nghĩa, được tầm soát y tế. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận một ca nhiễm mới tại xã Thạnh Phú, được tầm soát y tế. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.